Ricky xin kính chào quý cô chú anh chị. Video này Ricky sẽ trình bày cụ thể điều kiện để thi quốc tịch Mỹ và trường hợp để được thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt. Tất cả những thông tin mà Ricky chia sẻ trong video này cũng đều là những thông tin mới nhất mà Sở Di trú đăng tải trên trang web uscs.gov. Nên quý cô chú anh chị có thể an tâm những điều mà Ricky nói trong video này là đúng với những quy định của Sở Di trú Tính đến thời điểm mà Ricky chia sẻ. Quý cô chú anh chị nếu muốn có thể vào trang web của Sở di trú USCIS.gov. Bấm vào form ở menu đầu tiên. Bấm vào Explore my options phía bên trái. Tiếp theo di chuyển trang này tới khi thấy dòng chữ Become a US Citizen through Naturalization, chúng ta bấm vào đây. Quý cô chú anh chị sẽ thấy phần eligibility là điều kiện đủ để nộp đơn và để trở thành công dân Mỹ. Điều đầu tiên, tại thời điểm điền đơn, chúng ta phải 18 tuổi trở lên. Phải là thường trú nhân hợp pháp ít nhất 5 năm theo diện gia đình hoặc 3 năm theo diện kết hôn. Sở di trú cho phép chúng ta nộp đơn trước 3 tháng. Phải thường trú liên tục và hiện tại có mặt ở Mỹ. Theo quy định của Sở di trú, thường trú nhân nếu ở ngoài nước Mỹ quá 6 tháng sẽ vi phạm quy định về thường trú liên tục. Nếu chúng ta không cung cấp đủ chứng cứ để chứng minh mình không vi phạm quy định về thường trú liên tục, USCIS sẽ tính lại thời gian mới 5 năm kể từ ngày người đó trở về Mỹ. Quý cô chú anh chị lưu ý điều này nha. Để tránh bị rắc rối và thời gian chờ lâu hơn, chúng ta ở ngoài nước Mỹ phải ít hơn 6 tháng. Bên cạnh đó, USCIS cũng quy định thường trú nhân phải có mặt tại Mỹ ít nhất 30 tháng trong 5 năm qua tính đến thời điểm điền đơn. Và phải sinh sống ở tiểu bang đó ít nhất 3 tháng trước khi nộp đơn. Quý cô chú anh chị chuyển nhà ngoài tiểu bang phải đợi 3 tháng mới đủ điều kiện nộp đơn. Điều kiện tiếp theo đó là phải biết đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản. Đây là lý do tại sao trong phỏng vấn có phần thi đọc, viết và người phỏng vấn hay hỏi Watmin để kiểm tra khả năng tiếng Anh của người thi phải chứng minh mình là một người có nhân cách tốt, nghĩa là chúng ta không phạm tội, tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp Hoa Kỳ, đóng thuế đầy đủ và không nợ thuế. Cho nên để xác minh thí sinh là người có nhân cách tốt, người phỏng vấn sẽ hỏi nhiều về thông tin cá nhân, hỏi về lý lịch và quá khứ của người thi, cũng như hỏi nhiều về lý lịch tư pháp thông qua những câu hỏi yes no trong phần 12 của đơn N400. Điều kiện tiếp theo đó là phải chứng minh kiến thức và sự hiểu biết về lịch sử Hoa Kỳ. Cụ thể là người thi phải vượt qua bài kiểm tra 100 câu lịch sử. Cuối cùng là chứng minh lòng trung thành đối với Hoa Kỳ và sẵn sàng tuyên thề trung thành. Đơn giản là sau khi chúng ta độ phỏng vấn, phải thực hiện nghi thức tuyên thề mới chính thức trở thành công dân Mỹ. Nói tóm lại, người thi phải đáp ứng những điều kiện mà USCIS đưa ra mới có thể trở thành công dân Mỹ. Nhưng nếu quý cô chú anh chị đáp ứng được hai điều kiện này là có thể đăng ký thi quốc tịch. Đó là thường trú nhân hợp pháp ít nhất 5 năm theo diện gia đình hoặc 3 năm theo diện kết hôn và không vi phạm về thường trú liên tục. Tiếp theo, Ricky sẽ chia sẻ những trường hợp đặc biệt được miễn thi tiếng Anh và người thi có thể chọn thi bằng tiếng Việt. Cũng từ trang web uscs.gov, quý cô chú anh chị bấm vào Citizenship và bấm vào apply for citizenship phía bên trái. Tiếp theo bấm vào exceptions and modifications. Ở trang tiếp theo, quý cô chú anh chị bấm vào English language exemptions. Đây là những điều kiện để được miễn thi quốc tịch bằng tiếng Anh. Thay vào đó người thi có thể được chọn ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Có một điều lưu ý là cho dù quý cô chú anh chị được miễn thi bằng tiếng Anh nhưng cũng phải thi bài kiểm tra 100 câu lịch sử và phần câu hỏi thông tin cá nhân. Quý cô chú anh chị không phải thi đọc viết và không phải học Minh. Vì phần thi đọc viết và người phỏng vấn hỏi Minh cũng chỉ vì mục đích kiểm tra trình độ tiếng Anh của người thi thôi. Quý cô chú anh chị được miễn thi tiếng Anh thì không có lý do gì họ hỏi hai phần này. Có ba trường hợp sau đây sẽ được thi bằng tiếng Việt. Người 50 tuổi trở lên và là thường trú nhân sống ở Mỹ ít nhất 20 năm người 55 tuổi trở lên và là thường trú nhân sống ở Mỹ ít nhất 15 năm. Người thỏa mãn hai trường hợp này sẽ được thi quốc tịch bằng tiếng Việt nhưng phải học toàn bộ 100 câu lịch sử. Quý cô chú anh chị phải tự chuẩn bị người thông dịch cho mình. Quý cô chú anh chị có thể nhờ con cái, anh chị em trong gia đình hay bất cứ ai cũng được, miễn sao người đó giỏi tiếng Anh có thể thông dịch được. Trường hợp thứ ba, người 65 tuổi trở lên – và là thường trú nhân sống ở Mỹ ít nhất 20 năm. Đây là trường hợp đặc biệt, những cô chú thỏa mãn điều kiện này thì được thi bằng tiếng Việt và chỉ học 20 câu lịch sử. 20 câu lịch sử này là 20 câu có đánh dấu sao ở cuối câu trong 100 câu. Ricky thấy 20 câu này khá đơn giản, có nhiều câu quý cô chú chỉ chưa học cũng đã biết rồi. Ricky xin lưu ý thêm là quý cô chú dù được thi 20 câu bằng tiếng Việt nhưng cũng phải thi phần phỏng vấn thông tin cá nhân như những trường hợp khác. Ngoài ra, những người bị khuyết tật về thể chất và tinh thần sẽ được miễn thi hoàn toàn về tiếng Anh cũng như những câu lịch sử. Nhưng tất nhiên chúng ta phải có giấy chứng nhận của bác sĩ về tình trạng khuyết tật của mình. Ricky xin kết thúc video tại đây. Nếu quý cô chú anh chị có câu hỏi hay ý kiến xin hãy để lại bình luận cho Ricky nha. Ricky cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video.